Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Nếu bạn đã quá mệt mỏi vì phải chạy theo meta liên tục, thường xuyên bị tranh bài dưới autop trong sự cay cú, thì video này dành cho bạn. Mà không thì cũng cứ xem đi, suốt ngày spam meta thế không chán à? Có trong tay vài giáo lạ lạ thì mình leo rank cũng tự tin hơn chứ. Mà thằng nào spam mình đã bỏ luôn, sợ gì. Và video này mình sẽ mang trở lại một carry vô cùng khó chịu với sự phục hồi cùng khống chế liên tục, chính là Sona 3 tiền. Khi gần đây hộ thể thanh tẩy bị nớp thì Sona và các bài tình nhân khác vắng mặt hẳn trong các game đấu. Nhưng mà Sona không phế đâu các bạn ạ. Người không biết chơi mới là người phế. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vào game thôi. Trận đấu bắt đầu và ba rau quái cho mình một gậy, một váy và một giáp. Mới đầu game mà đã áp lực thế này rồi, ép nhau chọn bài sớm khi mà chưa có đồ có tướng gì để làm căn cứ lựa chọn. Đồ mình không đẹp để đánh vật lý nên là không thể chọn mài dao được. Ấn linh vật thì dùng được nhưng mà hơi khó đép đấy. Vệ binh tinh tú sẽ được chọn vì mình không muốn rô lõi đầu. Chọn lõi này thì mình có thể hướng đến Kai'Sa và Midfortune. Thấy chưa, nắng pro build luôn có giải pháp cho mọi vấn đề mà. Chọn lõi xong thì mình thấy Vi ở cửa hàng 2.1. Cứ gấp 4 mùa Vi đã, rồi mình bỏ vào sân các tướng có họ hàng với nhau. Đạo trích cứ để tạm để biết đâu ra sau chơi được. Đép quá ok với Lucian 2 và Gangplank 2 nên là mình có chiến thắng đầu tiên. Đấy bảo mà Ezio tự ra luôn, thế là mình có 3 đạo trích và 1 con Gangplank 2 để chơi tiếp. Đúng là vạn sự khởi đầu nan mà gian nan thì ta đào hầm. Rồi luôn, gian nan thật luôn đây này, đã hai vệ quân châu bò rồi lại còn tối ưu giao điện cho Lucian, ai mà đỡ được. Cay thế nhở, có ngưu binh nên là không thể giết được con Fiora 1, mình thua hẳn 3 chết mà. Để an tâm thì mình mặc thêm giáp cho Vi nhưng mà vẫn không ăn thua, vì người ta có hẳn Fiora 2 với cả KO2 cơ mà. Vẫn không kịp clear con Vi một máu nên là lại ba chết đau đớn. Không sao, mình hớn hở đi chợ mang theo hy vọng nhặt được Sona để có 4 đạo trích. Nhưng mà tất nhiên là đấy có Sona nào ở đây rồi. Ngậm ngùi nhặt về giọt nước mắt khóc thay cho tiếng lòng của mình. Chưa thấm tháp gì đâu, tớ tiếp theo gặp ai không gặp gặp luôn. Bố này đã có A chốc rồi, đấm mình 4 chết luôn mà dã man. 20 máu mất đi rồi nhưng mà vẫn chưa có nổi một cái hũ. Thế sai lắm rồi đấy các bạn ạ. Thua rồi thì cứ eco thôi, mình bán luôn con kêu mini đi để hâu 30 tiền. Và tất nhiên là với đội hình tí hon này thì không có kết quả nào khác cả. Mình lưu trích 4 chiếc ro quái. Hũ 1 cho mình 8 vàng với một cái nam châm. Mình quyết định lấy luôn để suýt đạt mốc eco 50 vàng. Mình phải giải thích vậy bởi vì là kiểu gì cũng có bạn nghĩ mình sợ nên là té sớm. Không nha, đây là tư duy chơi game đấy. Quánh lũ người đá thì mình được trả về một ít tiền, một cái đai và một cái nước mắt. Với lượng đồ này thì mình chốt luôn bài Sona, vệ binh tinh tú không nói nhiều. Ây da, eco chỉ với 2% ở 3.1 xuất hiện là mình hơi bất ngờ đấy. Thế mà nhiều khi đi tỏ tình người ta nắm trong tay 90% thành công rồi mà vẫn bị từ chối mà. Đúng là phần trăm may mắn ít ỏi thì chỉ có trong game thôi, chứ đời thật đích có đâu các bạn ạ. Ezio cầm thêm cái blue với cả cái ấn để đép máu nhá. Đấy, có eco sớm lại tối ưu đồ, tưởng mình ngon nhưng mà hóa ra thằng khác lại ngon hơn. Kai'Sa cầm cuồng đao bắn không ngừng nghỉ ạ, cấu đi 6 máu của mình. Tới vòng chọn lõi 3.2 thì tiếp tục là ba cái lõi vàng. Với những bài spam chiêu như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn vọng âm lưu đen nữa, như cá gặp nước vậy. Mình áp 6 roll nhẹ để nâng cấp đội hình và tìm Sona. Và mới phát roll thứ hai thôi, Sona đã xuất hiện rồi. Vào sân luôn em ơi, trả đồ cho mà chơi này. Thế nhưng mà nhà đông thiếu nhi quá nên là vẫn thua như thường thôi. Lượt đi chợ 3.4 thì mình nhặt về cái găng để lắp crit phép cho Sona. Lúc này thì nhìn con Belvet cầm cung là rất dãi cũng chảy ra hết rồi đấy. Nhưng mà các bạn ạ, nếu không đủ kiên định á, thì ra đường thì ai cũng ngon hơn người yêu mình đấy. Kiên định lên. Về nhà mình té luôn với 8 vàng và một cái búa ở hũ 1. Cứ đúng lúc là dừng thôi, chứ cứ thể hiện rồi top 8 ấy nhở. Hợp lý. Rồi mình lên 7 luôn, roll một tí cho có form. Trộm vía là ra kha khá tướng vệ binh tinh tú, sắp tới lúc rồi đấy. Bỏ đạo trích đi cái khắc bọt hẳn mà, nhà này siêu thú mini thì ăn gì nổi mình. Chiến thắng đầu tiên ở 3.5 các bạn ơi. Sao mà đó được. Lên dốc rồi, Sona tự lên 2 luôn mà. Cháo cháo đội hình một tí thì mình đã có form 6 vệ binh, 2 ma pháp sư và 2 vệ quân. Easy có chiến thắng thứ hai. Chắc là game đang kiểm hãm sức mạnh của mình đấy, nên là đánh sói cho có một BF với cả một ít tiền thôi. Thấy team vẫn nhiều một sao quá nên là mình bó cẩn, xả tiền roll mạnh. Úi dù ôi ngon, Sona 2, Reo 2, Nila 2, ơ kìa Sona nữa, nhân bản luôn. Sona lấp lánh nhóng nhánh 3 sao hợp lý vậy rồi, giờ thì mình cứ win trick mà hốt vàng thôi. Giờ thì xem ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của nỗi ác mộng mang tên Sona 3 đây. Là một người chơi flex với Belvet Carry, thế nhưng mà không có giảm hồi máu nên là Nila và Sona bên này cứ liên tục bơm máu cho đồng minh thôi. Cả đuối vậy đất hơi cũng hề hấn gì, và rõ ràng là mình đấm người ta nguyên nhà.
Lượt chọn lõi cuối cùng là các nâng cấp tướng 3 tiền và 4 tiền. Nhanh tay nhanh chân roll để kiếm Sona, nhưng mà vã mồ hôi vì tới lượt thứ 3 mình mới có Sona lưới điện. Lấy về kích lõi thôi chứ Sona 3 thì mình có từ nãy rồi. Cái này người ta gọi là nước chảy chỗ trũng đấy các bạn ạ. Đã mạnh này còn mạnh hơn. Tầm này bất bại rồi, sau 4.2 gặp đám siêu thú thì ngọn lửa của kẻ chiến thắng bắt đầu được bùng lên. 4.3 thì mình gặp Warwick quân cảnh, nhưng mà chủ lực của nhà bạn còn chưa lên 2 thì đỡ làm sao được sát thương của Sona. Thôi lại nguyên nhà. Đam ok quá rồi nên là đi chợ mình nhặt cái giáp về lắp thú tượng cho Eco để tăng sức chống chịu. Hàng thủ cứng hàng công mạnh thì mới vô địch được đúng không các bạn? 4.5 thì mình gặp một nhà họ hàng vệ binh tinh tú, nhưng mà bên đấy mới Kai'Sa 2 thôi. Eco cầm ấn ngưu binh trông cũng ra gì đấy. Kai'Sa được bắn thật nhưng mà Sona bên này cứ liên tục hồi máu thôi, rất khó chịu. Một đường kiếm cắm xuống gây choáng hết nửa team bạn. Đến lúc Kai'Sa tỉnh dậy clear đi Garen thì cũng không còn bao nhiêu máu đâu. Sona búng cái là ngã ngửa rồi. Chuỗi 6 cho người pro. Tiếp theo là một nhà quái vật khiếp hồn thần đồng rất vàng, lại còn hẳn 2 con. Thế nhưng mà nhà mình có thể không hơn người ta về sức mạnh, nhưng mà vẫn có thể hơn người ta về khả năng xếp cờ. Gna có chạm được vào móng chân của Sona đâu. Sona 9k đam kéo dài cái chuỗi thắng của mình lên 7. Đấm son xong thì mình có được một ít tiền, một cái nịt, hai cái gậy và một hòm đồ. Chắc là sợ mình thiếu đam hay sao á. Thôi thì cây nhà lá vườn có gì dùng nấy đi. Nước mắt lấy từ hòm đồ mình làm cái dây chuyền cho Eco đeo. Kiếm súng đi cho Neko sẽ là nguồn sát thương thứ hai. Team mình giờ đúng là siêu hồi phục rồi đấy. Cũng dư giả kinh tế nên là mình up 8 và roll được Eco 2. Có luôn Janna để kích 4 ma pháp sư. Garen cũng không chịu kém cạnh, cũng lên 2 luôn. Mình tập trung xếp bài để counter đối thủ. Và 5.2 hội ngộ Warwick quân cảnh vẫn chưa xả tiền à. Mordor cầm găng thì cũng ghê đấy, nhưng mà chùy này đập ruồi chứ đập mình làm sao mà chết được. Sona được anh em bảo kê đứng dưới thích làm gì thì làm, hạ gục lần lượt từng mục tiêu một và win trick 9 không có gì là bất ngờ cả. Sao mà đó được, Eco lại để lên 9 rồi chứ mình không còn gì để làm ở cái level 8 này nữa rồi. Đảo một vòng nhà hàng xóm xem là ui rồi, team hiểm họa trong cực kỳ chiến. Cả đội hình tỏa ra hào quang của kẻ trở về từ cõi chết với thập tử nhất sinh. Bảo sao mà ngạo nghễ nô 1 phải chửi cái lobby tầm vãi. Không có duyên gặp hiểm họa đầy sát khí, nhưng mà mình lại gặp ngay nhà Kai'Sa 3 dắt vàng đồ đẹp ạ. Nó bắn liên tục vào Nila, Eco sau đó là Rell. Midfighter xây quá đẹp với nội tại kết liễu của chủ lực thì Sona gắn motor vào đít cũng không kịp bơm máu cho đồng minh. Cả nhà bốc hơi luôn. Sona trơ trọi một mình chống lại điện tích của Kai'Sa. Sona ngã xuống mà không kịp ra skill, thế là mình thua sát nút mất mẹ ở chuỗi 9. Đang thiếu tanh thì chợ lại bày toán đồ đam. Mình lấy cái mũ nhưng mà may là hòm lò rèn cho mình cái giáp máu. Ngó nghiêng một hồi thì mình nhớ ra là chưa gặp nhà Gna tin tặc. Thôi thì cứ bó cẩn xếp Garen xuống cuối. Sona đứng trong góc chống an toàn liên tục spam skill, nhưng mà góc còn lại thì không may mắn như thế. Gna tìm đến vị trí của Nico, rồi Janna và Lux, cứ một cào là một mạng thôi. Team bạn chỉ còn lại Gna nhưng mà nó vẫn rất gan lì với huyết kiếm, quay lại tấn công vào hàng tanh của mình. Nó kết liễu được Garen nhưng mà giáp lửa đâu có cho phép nó hồi máu đâu. Gna vẫn phải nằm xuống đâu. Người anh em chơi Warwick này đen thật đấy. Dù đã lên được 9 và update được con Warwick 2 sao, nhưng mà Sona của mình không cho nó được chơi. Khi mà liên tục choáng vào hồi máu cho đồng đội, mình tiện anh bạn này ra về với cái top 6. Điên. Morgana cho mình thêm một cái giáp máu và mình up dần lên 9. Lúc này thì thanh kinh nghiệm đã được một nửa rồi. Mình muốn roll mạnh ở 9 nên là không vội mà quyết định up cấp từ từ. Nhà siêu thú mình gặp ở 6.1 này cũng đã dắt vàng khá là nhiều, nhưng mà dàn tanh của mình giờ cứng lắm. Midfighter cầm đồ thế kia thì tuổi gì đục thủng được. Đằng ấy lại có xếp trụm lại thế kia thì cứ ăn chọn combo. Một kiếm của Garen, một cơn bão của Janna đưa tất cả bay lên. Zinix nhanh chóng để lại thế thân để chạy thoát, nhưng mà có chạy lên đằng dây cũng không thoát được. Sona liên tục gây đam và thế là dọn sạch nhà đối thủ. Sao mà đó được. 6.2 được thông báo sẽ gặp nhà Gna tin tặc nên là mình xếp Sona lên trên bên trái để tránh Gna cưỡi ngựa xuống xé xác nó. Sona freedom thật đấy, nhưng mà chỉ được 20 giây đầu thôi. Gna dọn xong bên phải lại quay sang bên trái. Thôi xong, nó focus vào Sona rồi. Một cào thôi là Sona bay màu. Nhưng con tướng còn lại cũng không có quá nhiều tác dụng nên là mình bị đấm chỉ còn lại 30 máu. Oh no. Lúc này lobby còn 3 nhà chơi với nhau thôi. Mình lên 9 và xả hết số tiền còn lại. Đây rồi, có thêm Leona kích hộ công bổ sung kháng phép. Ngay sau đó thì 6.3 mình gặp nhà bóng của Kai'Sa, nhưng mà do xếp lỗi nên là Kai'Sa bên kia được free shot. Cũng may là mình chỉ thua có một chest, còn 19 máu.
thấy nhà thiếu giảm kháng phép nên là đi chợ mình nhặt nó xếp về cho Garen và lên được Leona 2. Xếp lại một lượt cho Garen đứng trước mặt Kai'Sa để stun không cho nó tích điện lên team mình. Mình có lại được chiến thắng, còn nhà tin tặc kia thì bị mình counter khi xếp ngược bên, nên là sau khi mình có thêm Leona thì bạn đã phải dừng lại ở top 3. Sau 6.6 là trận chiến cuối cùng giữa mình và Kai'Sa. Lần này thì không hack não được đối thủ để Garen cùng bên, nhưng mà nhìn Leona kìa, tuy tay không đánh giặc nhưng mà nó 2 sao đấy. Thái Dương hạ san giáng xuống, tia mặt trời nóng bỏng hủy diệt một lúc 3 tướng tanh của đối thủ. Garen và Janna vẫn rất ăn ý khi mà liên tục nhổ khống chế vào mồm đối phương. Những giai điệu khích lệ từ cầm nữ Sona giúp cho hàng tanh đã trâu nay lại không thể bị xuyên phá. Sona đẩy mana, bản nhạc vang lên từ cây đàn tạo ra những luồng sấm âm thanh hướng về hai con tướng còn lại. Double kill dành cho Sona và top bậc chào mình. Đấy, lâu lâu đột phá bằng những bài như này cho bọn spam nó sợ xanh mặt đi các bạn ạ. Các bạn nhớ là bấm like, thả tim bùm bùm chú chú để mình làm nhiều video nhé.